tối qua đồng chí nguyễn thị nghĩa phó bí thư thường trực thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội hải phòng tiếp xúc cử tri nơi cư trú lấy ý kiến tham gia vào nội dung kỳ họp. trưởng ủy ban nhân dân thành phố nguyễn xuân bình kiểm tra tình hình thực hiện dự án cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn quận ngô quyền. một số chính sách phát triển thủy sản đã thực sự đi vào cuộc sống đáp ứng nguyện vọng của đông đảo ngư dân được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ. Đi đầu trong cho vay đóng mới tàu theo Nghị định 67, đến nay Agribank chi nhánh Bắc Hải Phòng đã đầu tư 270 tỷ đồng đóng mới 20 tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá. Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, sáng nay, Thanh tra thành phố tổ chức triển khai thí điểm ứng dụng phần mềm quản lý kế hoạch ngành thanh tra và quản lý thanh tra kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tổng cục thuế vừa công bố danh sách 1.000 công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, theo danh sách này, Viettel đứng đầu trong danh sách nộp thuế lớn nhất. vừa công bố, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc của hãng hàng không Vietjet của Việt Nam, đứng thứ 55 trong số 100 phụ nữ quyền uy nhất thế giới. Hàn Quốc vừa kết luận smartphone là nguyên nhân khiến cho con người thường xuyên bị stress và không thực hiện được điều mong muốn bao gồm BMW, Daimler, Ford và Volkswagen đã hợp tác cùng nhau để tạo ra một mạng lưới chạm sạc nhanh cho ô tô điện tại khu vực châu Âu nhằm gia tăng sức hấp dẫn cho dòng xe này.